Xin chào các bạn, Đan Phương Auto hôm nay xin giới thiệu bộ lên kính chống kính dành cho Tucson đời 2018. Đây là bộ lên kính chống kính mà đã được Đan Phương lắp trên xe Tucson 2018, có những chức năng là tự động lên kính cho trường hợp mà mình quên không lên kính thì ra khỏi xe cũng khóa cửa ngay lập tức, bốn kính đi lên. Mình có thể điều khiển xuống kính và điều khiển lên kính bằng điều khiển remote này. Ngoài ra còn điều khiển hé kính. Trong trường hợp mà chúng ta trước khi lên xe muốn xe thông thoáng, chúng ta sẽ bấm hé kính xuống 3 phân, 5 phân hoặc là 9 phân tùy mình. Một tính năng nữa rất đặc biệt đấy là ở các cửa sau mình có thể bấm một chạm để lên kính, một chạm để xuống kính. Ngoài ra cho trường hợp mà mình đang đi lên, kính đang lên mình cho tay vào sẽ ngay lập tức là tự động dừng lại. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây là cửa xe đã được mở, xe chưa được khóa. Bây giờ mình bấm khóa cửa. Đấy, kính đóng lại. Được chưa? Mình có thể điều khiển xuống kính từ xa bằng thao tác mở, khóa, mở. Đấy. Kính sẽ đi xuống, hai kính trước đi xuống trước, hai kính sau đi xuống sau. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta có thể bấm, sau khi mà bấm xuống kính mà chúng ta muốn lên kính, chúng ta chỉ cần bấm khóa cửa. Khóa cửa, được chưa? Kính sẽ đi lên. Phòng ngừa việc quên không lên kính. Ngoài ra chúng ta có thể bấm hé kính xuống bằng thao tác khóa, mở, khóa, hé này, khóa, mở, khóa, khóa, mở, khóa. Đấy, các bạn thấy chưa? Hé 3 phân thì mình không quan sát được. Tiếp theo hé 6 phân cũng chưa nhìn thấy được vì chủ xe đã gắn gạt mưa. Đây là hé 9 phân rồi. Trong trường hợp hé này chúng ta có thể ngủ trong xe được vì tình trạng là xe vẫn đang khóa. Có thể ngủ trong xe được, phòng ngừa cái việc không ai xảy ra. Nếu ta bấm lên kính thì ta bấm khóa cửa. Đấy, ngay tức là tự động lên. Bây giờ mình cho các bạn xem tính năng một chạm. Để thực hiện tính năng một chạm thì xe phải đầy đủ. Xe đã bật được lên. Một chạm tất cả các hai cửa. Đấy, các bạn phải quan sát một chạm này. Một chạm đi xuống. Cửa bên kia cũng một chạm. Được chưa? Cửa bên này, đây, các bạn phải quan sát cửa bên này mình bấm một chạm này. Một chạm xuống. Đây, một chạm lên cho các bạn xem. Một chạm lên. Được chưa? Rất tuyệt vời. Tất cả đều một chạm. Ngoài ra tất cả các cửa đều có tính năng rất hay. Ở vị trí này cũng có một chạm, đúng không ạ? Một chạm lên. Trong quá trình đang đi lên mà chúng ta cho tay vào thì ngay lập tức sẽ dừng lại. Đây là chế độ chống kẹt. Với một lực nho nhỏ thì có thể dừng lại được luôn. Đang đi lên mà chúng ta muốn dừng lại cũng có thể bấm một lần nữa có thể dừng lại. Rất hay đúng không ạ? Tiếp theo nhé. Cầu trạng này. Đi lên luôn. Xin cảm ơn.